Dạ, ốc nhỏ miền Tây xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà, buổi sáng vui vẻ. Dạ, hôm nay á là gia đình ốc nhỏ rất là vui khi được thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là chú bộ đội, xin được theo dấu tên nha cả nhà. Thì trao tặng 30 phần quà đến cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà là trị giá 304.000 đồng, trong đó có một túi gạo như vậy là 10 kg là có giá là 174.000, thêm một ký đường ở đây, một ký đường có giá là 22.000, và một chai dầu ăn cá lăng, chai dầu ăn này là 1 lít có giá là 36.000, và một thùng mì gấu đỏ, mì gấu đỏ ở đây nè cả nhà, có giá là 72.000. Chị tổng một phần quà bao gồm có 4 món như thế này có giá là 304.000, nhân cho 30 phần có giá là 9.120.000. Dạ thì con cũng xin cảm ơn chú bộ đội rất là nhiều luôn nha, đã gửi những phần quà cho gia đình con cũng như là cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở đây. Con cảm ơn chú, chúc chú có thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha chú. Dạ con xin cảm ơn. Cha của ốc nhỏ đại diện trong gia đình thì xin chân thành cảm ơn chú bộ đội đã có tấm lòng rất tốt đối với xã hội, thì cho bà con trong thôn ấp thì phần quà rất là ý nghĩa. Xin chân thành cảm ơn và chúc gia đình chú bộ đội được nhiều sức khỏe, làm ăn thành công trong công việc sắp tới. Rồi con cũng xin cảm ơn chú bộ đội đã gửi tấm lòng vàng đến bà con cô bác ở trong thôn ấp. Con xin chân thành cảm ơn chú và chúc chú được nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc sắp tới luôn nha. Dạ sáng nay á thì mấy cho con đang chuẩn bị cho nhà, tại có mời ông bà cô chú là 7 giờ sáng nên bây giờ 6 giờ rưỡi rồi. Cái này là dầu ăn chứ đường mình sẽ vô bọc vậy nè cả nhà. Rồi hồi gạo với mì là mình làm cái gì vậy chứ? Để ngoài lấy cái hộp. Chai dầu ăn này. Cái đó là lít đó chưa? Béo lắm. Tại chú có nhắn là mỗi phần quà là 300.000. Cái này là cho mua là 304.000 thôi. Sáng nay làng chị cũng thức sớm để phát quà cho ông bà cô chú nữa nè. Chào đi con, chào ông bà cô chú đi. Ngủ ngon cỡ nào ngon, nhưng mà em thức là chạy ra theo liền á. Vắng hơi. Cái bọc chơi.
mẹ cha con cũng cho quà vô bọc xong rồi đó cả nhà. Bây giờ mình đợi đến 7 giờ ông bà cô chú đến rồi mình trao cho ông bà cô chú luôn. Trao quà cho ông bà cô chú rồi đó cả nhà. Bây giờ thì gia đình bắt đầu trao để cho ông bà cô chú về sớm. Ai đến trước thì mình sẽ trao trước nha cả nhà. Thì nói chung thì hai thiếu ông bà bị bệnh trở đi bệnh viện. Trở đi về. Hai thiếu còn hai. Dạ chú bộ đội để tặng bảy. Cảm ơn chú bộ đội. Rồi. Bỏ rồi vậy. Rồi còn còn một chút thêm một phần nữa để em bên trái chọn để đi ngồi đâu à rồi chú à cắn rồi cảm ơn chưa con chưa để cha để lâu ông tám ra đây đó chú bộ đội để gửi cho phần quà con được nhiều sức khỏe luôn nha. Dạ chúc ông nhiều sức khỏe. Dạ cảm ơn chú bộ đội nha. Nặng không cha còn đâu. Cảm ơn chú bộ đội con. Dạ, cảm ơn chú bộ đội. Nghiêng nữa là. À, rồi. Cảm ơn mấy hả? Cái bào này thấy nó mềm ha, cái bào này nó cứng rồi, nhìn thấy nó cứng chắc chắn á. Dạ. Do ở nhà của gia đình Út Nhỏ cả nhà là không có địa điểm rộng rãi nên là ông bà cô chú đến trước thì phát trước, không có tập trung cùng một lúc được để quay cho cả nhà xem á, đến sau thì phát sau. Mình đợi chung với về trời nắng nữa. Rồi, bác Tư xin cảm ơn chú bộ đội nha. Dạ, cảm ơn bác Tư. Rồi, cảm ơn cả đi bác Tư. Đây mời giờ mãi lớp cho con nha chú. Cảm ơn chú bộ đội. Rồi. Ok. Ê con gạo nữa cha. Gạo nữa cha ơi. Dạ. Đây bình sao nào. Này. Bác để đâu đây con để cho. Để quán dưới đi. Để dưới quán dưới giùm đi con. Dạ. Rồi chưa nói chưa. Cảm ơn chú bộ đội chú ơi giúp đỡ cho tôi được tôi mừng dữ lắm.
Mang ơn chú gan. Rồi. Mang ơn chú nhiều. Cảm ơn vậy. Quà vui vẻ anh chị. Hai. Chú bộ đội tặng em. Con đừng có làm trước anh đó. Con gạo với trước à. Xin giải nào. Rồi con tôi bình tĩnh rồi. Rồi con gửi dựng dựng nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn. Dạ. Đây con ghép lại. Dạ dạ dạ. Lấy hai cái bọc không cho chúng ba mẹ cũng để hai cái chậu máng xem cho nó đứt máng chạy vòng vòng nghe nghe. Hôm nay là có Dưỡng Ba qua phụ nữa cả nhà, nãy giờ quên giới thiệu Dưỡng Ba cho cả nhà biết luôn. Rồi, phần quà này chú bộ đội gửi cho bà con. Chú bộ đội hả? Dạ. Cảm ơn cho chú đó là dồi dào sức khỏe, gắng giúp đỡ cho bà con nữa. Dạ, cảm ơn bức Tư, dạ. Chúc bức Tư ăn ngon miệng. Cảm ơn nhiều sức khỏe nha. Dạ, chúc bức Nam ăn ngon miệng luôn nha. Dạ quà của chú bộ đội vậy. Rồi, cảm ơn. Dạ, chúc chị ăn ngon miệng. Rồi. Có quà rồi đó nha. Ủa, này im dữ ta. Nãy giờ đòi trao quà nhưng mà nặng quá không có bưng nổi á. Năm nữa bằng mẹ luôn nè. Mà không quay. Đây đây đây, đo gì ba kìa. Đo gì ba tới đâu rồi? Cao gần bằng gì ba rồi đó. Cùng bé Chi. Trời ơi, sao mà còn hấp nhất trong nhơ vậy? Chị Đào với. Chị Đào lâu lớn quá. Sao Chi? Ra đứng chung chị Hai ơi Chi. Đứng đo chị Hai ơi. Tới đâu rồi? Chào cả nhà. Dạ, dạ chào bác ba. Điểm đâu? Ê, quên rồi chứ. Nghe sao vô cổng anh. Ờ, bỏ vậy dở nha. Ừ, có dép rồi vô cổng chứ. Để móc ra coi. Chặt. Nhét đây. Quà của chú bộ đội đấy. Nhét kỹ dữ ta. Cho gửi. Ai quà của chú bộ đội gửi cho anh. Vậy hả? À, cũng cảm ơn nghe. Trong và ngoài vì giúp về cái hoàn cảnh mà gia đình cũng gặp nhiều cái khó khăn, tôi không biết nói sao hơn, cũng cảm ơn nha. Dạ, ơi, chúc bác ăn ngon miệng. Hai, bốn, sáu phần nữa. Uống nước hiền mũi lại ấm nhắc đại ca. À, số bộ đội gửi khăn, cảm ơn. Dạ. Sáng nay đi nhận quà nhưng mà bác đi lạc đường nên giờ lên là đến hơi muộn. Dạ quà của chú mua lại.
Dạ. Để hai bao gạo chứ anh. Chào con kìa. Điểm phiếu hả Lan Quy? Điểm coi đủ 30 phiếu chưa? Còn 5 phiếu nữa phải không? Dạ. Hỏi trên anh Lai đó, anh Quân Mạnh. Dạ, quà của chú bộ đội đấy bạn. Rồi, cô cảm ơn chú bộ đội nhiều ha. Dạ, chúc cô ăn ngon miệng. Chả luôn. Dạ. Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ. Quà của chú bộ đội đấy. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Dạ, ở đây là còn hai phần quà này cả nhà. Nhưng mà do hai chú bị lạc đường. Rồi, cái chú kia xin dùm cho hai chú kia, ông già với lại cái chú tài biến. Rồi dạ, hai ông đi lạc đường rồi chờ lâu quá thôi, lãnh giùm cho ổng đẩy ở ngoài bàn rồi đó đi, chút ngày ổng lên thì ổng lấy. Rồi vậy cũng được. Cảm ơn chú bộ đội. Rồi cảm ơn chú bộ đội luôn. Dạ, vậy là 30 phần quà hôm nay á thì mấy cha con cũng vừa trao xong rồi cả nhà. Một lần nữa cho con xin cảm ơn chú bộ đội rất là nhiều. Chúc chú thật nhiều sức khỏe và công tác tốt nha chú. Dạ, anh xin cảm ơn. Dạ, hiện hai cái phiếu của Tư là anh nãy ở cả nhà. Hai bác tới trễ, giờ em sẽ đâu ạ, cho bạn một chút luôn đó. Dạ, chú mua rồi để tặng. Để đi, để em xe quay ở xe luôn. Cảm ơn chú bộ đội nha. Dạ. Thì chúc ông về ăn ngon miệng nha. Nãy cậu Tư nhận giùm nè cả nhà. Bây giờ thì chú cũng đến rồi. Sau khi phát quà xong á, mấy chị em có chuẩn bị gà để nấu cháo này cả nhà. Cho gia đình với Dũng Ba cùng thưởng thức luôn. Cháo nãy giờ em nấu sôi, nãy giờ em xả gà vô. Nãy giờ là mấy cậu cháu mặn gà cả nhà, cậu Tư mặn phụ mấy chị em. Chú gà thì mấy chị em có chuẩn bị gỏi nha cả nhà, bắp cải với lại cà gót, rau gầm mà trùng gỏi gà là đúng bài luôn á chị. Nghe thôi là cháy nước miếng em ơi. Này hồi mình làm thêm chén muối ớt nữa cả nhà. Cà rốt, bắp cải trắng. Dạ lấy luôn cậu ơi. Dạ để. Đây là mấy chị em nấu cháo gạo rang. Nãy giờ mình nấu cũng lâu rồi. Cả cháo cũng sôi rồi. Mình để gà vô mình nấu. Em nêm luôn cho cháo gà nó thơm. Cho muối. Đi rồi. Dạ, được. Mẹ niêm nhẹ nhẹ rồi đó. Em cũng nhẹ nhẹ luôn, xíu mình niêm lại. Cháo gà hôm nay mấy chị em có cho cà rốt này cả nhà, sắc hột lựu mình để vô cháo. Hôm nay mấy chị em có chuẩn bị thêm nấm rơm nữa cả nhà.
hồi gà nó chín vớt ra cái mình mới cho nấm rơm vô. Em bắt đầu trộn gỏi cho gỏi nó thấm. Này có giấm với đường cả nhà. Đây một xíu nước mắm nữa. Bắt đầu cho vô để trộn gỏi. Trộn trước vậy hồi nó thấm cả nhà. Ăn chung với gà xé ngon. Gà nó cũng sắp chín rồi nè cả nhà. Thịt nứt ra hết rồi. Gà chín thì cháo vừa kịp nhừ luôn. Gà em luộc nãy giờ nó cũng chín rồi này, giờ em sẽ gấp ra. Có dĩa kìa, hứng vô đi. Dạ. Da luôn cả nhà ơi. Cho ra ngoài cái mâm đi, cho nó nguội rồi mấy chị em mà xé nó dễ. Gà xé thịt nó xớ nó ngon cả nhà. Hai chị em chơi giao hàng. Rồi em cho nước gơm vô. Rồi trái em nấu chín rồi, em cho cái hành vô. Rồi em cho thêm tiêu. Gà này có một ít mỡ nhìn ngon hả em? Dạ. Cà rốt nữa cả nhà, rồi nấm rơm nữa. Rồi mấy chị em chuẩn bị xé gà luôn cả nhà. Nãy giờ mình đem ra ngoài nó cũng nguội bớt rồi. Rồi em bắt đầu xé gà luôn. Em qua ngồi chung chị hai đi, coi gì ba xé gà à. Ngồi chiên gà không? Dạ, mà con
giỏi. Hồi sáng con quên con Mỹ, con thấy con Mỹ nhẹ hiền rồi chứ không có nặng gì hết trơn á. Vậy hả? Dạ. Cái bao gạo con quân chúng con Mỹ cũng không có nặng, con thấy nó nhẹ hiền rồi. Giỏi. Mẹ, con cần có con gạo của con. Cái bọc dầu mà rất gạo á, con bấm không nặng gì hết trơn á. Nè, con thấy là con càng lớn là con chạy mừng mấy cái đồ lá dạ, nón nữa đó. Nó nhỉ chính rồi. Chính rồi hả? Nè lụt mẹ cho miếng rồi xíu đi con ha, vì ba xé xong rồi xíu cho con ăn đùi nha. Nè hai cái đùi này hai chị em một cái, con cho em cái bự con cái nhỏ. Tại con lớn là con ăn nhiều làm gì? Giận cho em phải không? Dạ. Không, ăn cái đùi nhỏ thì còn ngon, cái đùi bự nó được. Sao ạ? Ừ, nó cứng. Vậy con ăn đùi nhỏ chứ hai ăn đùi bự hả? Dạ. Cái đùi bự như nè. Nè, cứ ăn cái đùi này đi chứ cái đùi này nó ngon nè. Con có cái đùi này rồi nè. Má gọi đi. Mẹ, biết con ăn gà. Gà con biết hết cái gì không biết không? Con thích gà và thích cái mấy cái này nữa nè. Gan cái mề, cái mề mà mỗi lần chị nấu lên cái là Lân Vi cho mẹ cho con xin cái bông mình sắc khứa khứa em dạ. Cái bông á dạ, dạ, dạ. Cái đó ngon con thích dạ, dạ, cho miếng này nha. Chứ gì ba cho ăn nha dạ. Nóng như lắm đây nè, ăn không được vậy nè. Nóng hỏi thôi kìa thiện hỏi rồi dạ em cũng cắt xong rồi chị chắc hay gì hết. Dạ. Con để gốc hành cho thơm. Ở đây luôn cái gì? Dạ ở đây luôn bà. Cháo gà nó giờ mấy chị em nấu chín hết rồi nè cả nhà. Dạ thì cháo gà nãy giờ mấy chị em cũng nấu chín rồi cả nhà. Trước khi vào dùng bữa thì cho Trang chia sẻ đôi điều đến với khán giả nha. Cái số tiền mà gia đình Ốc Nhỏ có nhận được từ chú bộ đội là 11 triệu. Thì chú có nhắn là mình mua quà 9 triệu, còn 2 triệu là gửi tặng cho gia đình. Con cũng xin cảm ơn chú rất nhiều luôn nha chú. Chúc chú thật nhiều sức khỏe luôn. Phần chú bộ đội đó gửi tặng cho gia đình em một nhỏ 2 triệu trang trải xin vào chung gia đình. Xin chân thành cảm ơn chú bộ đội rất nhiều. Bây giờ cũng nhập đẹp rồi mà gia đình em một nhỏ thì các quà cũng ăn xong. Rồi mời cả nhà đi ba cũng rồi họp hai đứa cậu. Đi cháu gà nha. Mời cả nhà. Vô anh bộ đội à? Dạ xin mời ông bà cô chú anh chị dùng cháo gà rồi xin mời chú bộ đội thành là cháo gà với gia đình của con nha. Nhìn thôi hả? Cảm ơn cả nhà. Coi chị đi. Mời chú bộ đội đó, chú bộ đội. Rồi mời cả nhà luôn nha. Dạ xin mời cả nhà. Thích vô dưỡng. Trời nó người ta dưỡng gì sao? Kêu dưỡng người ta dưỡng nha. Dạ chào quá ngọt. Đâu? Ăn gì bổ cái đó, cảm ơn cái gì bổ cái đó cũng được. Bữa nay cũng có cháo gà ngon quá cả nhà, nên là trước thì dụng cháo, sau là cha với dụng ba có làm gà đi dụng phú. Ăn ngon lắm con bé lắm. Nè, được, ngon bé lắm. Đi, ngon con. Không cảm ơn. Cảm ơn ba con. Cảm ơn ba. Cảm ơn.
lắm, sợ nhiều lắm mà sợ mà nhưng á anh em mà cũng cha bà con rồi mà có lòng hảo tâm á trong đồng bào đồng bào miền Tây rất là quý dữ lắm luôn anh chị ba. Đó, giờ này thầy luôn rồi mà qua với bác dữ lắm chứ rồi mấy anh mấy chị ở xa thấy cái xem bóp mình thì đã cũng hỗ trợ mà anh cũng hỗ trợ cho mình để tặng mấy cái phần quà tại cho bà con ở sớm mình trong ấp ngoài ấp ai có khổ thì mình phát ta cũng mang ơn với mấy anh mấy chị ở xa dân ở đây là có quà thì ta cũng mừng trong vài ngày đỡ lo cuộc sống hơn. Rồi anh với chị ở ngoài có gì thì ủng hộ cho ở miền Tây, có gửi quà về tặng rồi gửi về cho ở miền Tây. Chân thành cảm ơn với anh với chị ở xa phương. Nói chung ở vùng quê mình thì còn có một số hộ dân còn nghèo lắm luôn, khổ cũng khổ. Nhưng mà nói chung thì cái phần quà của chú bộ đội này ở trong những cái giây phút này là hợp lý luôn. Có quý ạ. Tại vì cái mùa nước này có một số gia đình không có đi làm ăn được á. Rồi thôi là một bài cũng quý lắm. Thấy vậy cũng nhầm người ta cần kiện là cái cần hai tầng nó có chơi đâu. Ví dụ là lưới 10 kg gạo thùng mì anh đâu có trong đường cho anh đi dân lâu lâu á nó cũng khó lắm mười ngày á cho cả cuộc sống đỡ lắm. Sáng nay là dưỡng ba dưỡng cậu Tư còn đi căng Cà Na nữa cả nhà. Nay đi căng xa không cậu? Đi chơi trên bên. Dạ. Cái gì ba? Cho nên cậu Tư nó không dám làm nổi ly nào đó. Dạ. Cháu bị khỏe. Mở bật. Nấm không? Tính là mấy thằng này phát quả nhanh nghe cờ vậy. Vâng. Phát quả của chú à. Chỉ bằng cái này giờ mình dắt mình cũng ngại. Bây giờ mình nhiều hơn các cô đi. Xương. Còn ba hai. Hết rồi mới nấu gì cả. Nấu gì. 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 Đồ thuốc nam không mình hay nặng thuốc nam không được mới cách uống vô chỉ thẳng đi chăm sóc luôn anh trong mùa rồi á ngầu quá mà đòn bị ngủ mất cách bị thẳng luôn uống rồi chịu quá nửa khóc khóc phải ngâm mật đắng có không còn thấy ta còn cho hai chai ba chị cho tỷ thổ cả năm rồi. Định tới năm mấy, năm 2000 mấy mới mới đưa khui đây. Chờ gì muốn tặng thí hoàng vậy. Tới năm mấy? Có tính chưa? Chưa. Cảm thấy người ta kêu mình ngâm cho cái đất trở thành chừng năm vậy là lên dứt. Ừ. Năm rồi. Ừ. Ba năm đi vậy. Ba năm. Trước đó mà cho mình ta cần kỹ cái cho mà phải cho cái nắng hay cái sát rồi cô bác mà đừng chung sâu. Để làm ngăn ngạt đất cho cái nắng. Kiểu lửng nha. Không cho nó vừa ngang đất luôn. Thì nó giống cái mại cái gì thôi. Ừ, ta giống rồi. Rồi dừng lên. Dạ, nó quý lắm mày đãi à nha. Trời ơi, cách quét à. Ý tôi hỏi ngâm ở đâu rồi cho tôi biết, tôi coi có phòng thủy coi nắng nó hợp lại không? Trời ơi, tôi chôn rồi. Chôn rồi. Tôi lửa phòng thủy rồi, sáng là lấy ánh nắng sáng rồi. Người ta trước đi chôn đi coi thầy ngồi hết rồi. Ờ, chôn ngày ra là qua mà 9 giờ đi chôn mà giấu à. Bác cô ba hỏi ở đâu ạ? À? Trời ơi, cái này của tôi đi giấu mà. Bà cứ hỏi hoài. Hỏi mốt khui nha. Vậy là rượu đó phải ngâm dưới lòng đất ha dân ba? Mình ngâm ở trên rồi. Rồi cái động vô chai đem chôn dưới đó. Dạ. Là mình ủ thêm rồi đó.
có thăm trần rồi. Nó chở tụi cho giấu ha. Tụi cho mà không kiếm. Sao tặng chân trời gần ngay mắt, mắt đã thấy đó, thấy đó. Cho mọi người kiếm. Ủa mà những ba có để trong phủ sành không? Cái sành. Đúng rồi, vậy vậy rồi, rồi rồi đúng quá đúng bài vậy. Cái sành. Cái sành quá đúng bài. Tao kiếm thêm hai xe tao làm nữa kìa. À, mà cách nè, chút bắc nè, chút nam nè, là chị thẳng nè, chị mình chi thẳng đó. Mà tao ngâm mà tao uống có mấy ly à, tao tiếc quá, tao đem tao đưa mày xuống đất. Mà tao còn ở trên đâu cả nửa hoàn nữa, vì tao ngâm cứ 5 lít thôi mệt. Mà tao nói tao nhốt hai chai thôi. Đưa cho quy yêu, cái đùi kìa. Chuyện dịch cái gì đó cho ông bạn. Còn là mấy gà. Gà ăn được. Cả nhà. Cả nhà.